chào các bạn nay mình sẽ chia sẻ bằng cái cách thay thế cái camera cho cái phone 6 nó bị lỗi camera nhòe camera không lấy nét được camera chụp không được các bạn ha thì đầu tiên để thay thế được cái camera thì chúng ta sẽ phải mở cái máy ra và chúng ta sẽ phải mở cái màn hình ra ha và để mở được cái phone 6 thì các bạn sẽ phải mở hai con ống đích này ra trước và sử dụng cái vít lục giác chuyên dụng dành cho cái iPhone 6 Rồi sau khi mở hai ngóc này ra thì các bạn sẽ có thể sử dụng cục hít, sử dụng cái tool nhựa, sử dụng uh, cạt cái uh, miếng cạc điện thoại hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tool chuyên dụng để mở cái màn hình iPhone 6 ra ha. Nó rất là đơn giản tại vì cái iPhone 6 nó mỏng á, cái màn hình nó cái, nó cái ngàm của nó nó cũng không có cứng ha nên các bạn mở một cái nhẹ là ra thôi, rất là đơn giản. Ở đây thì mình sử dụng cái tool chuyên dụng dành cho iPhone các bạn ha, chỉ việc gắn vào ở trên ở dưới hai miếng hít và bóp nhẹ một cái là nó sẽ ra cái màn hình thôi, các bạn thấy không? Rồi cũng như là mọi thiết bị điện tử khác Việc đầu tiên chúng ta muốn thay thế và sửa chữa bất kịp cái gì đó Thì mình khuyên các bạn nên cách ly một cái um, cái bộ phận cấp nguồn của nó ra Thì về cái phần 6 ở đây chính là cái khối pin ha Cái siêu các bạn thấy mình đang mở hai con ốc á Ở dưới cái siêu đó thì nó sẽ có cái connect pin ha với cái men Thì chúng ta sẽ mở hai ốc lấy cái siêu ra và chúng ta sẽ lấy cái connect pin ra các bạn thấy không đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp, tiếp tục mở cái siêu màn hình ra và ở đây các bạn cẩn thận ba cái con ốc này ha ba con ốc này là các bạn thấy ba con ốc mà mới nãy mình đánh cái dấu đỏ đó thì ba con ốc đó nó thì nó sẽ là ba con ốc ngắn nhất trong cái điện thoại iPhone 6 ha và nếu mà các bạn gắn sai á các bạn sử dụng con ốc dài á thì nó sẽ cấn xuống cái men đó nó sẽ gây ra đứt mạch và gây ra những cái lỗi rất là đáng tiếc ha thì các bạn có thể xem thêm những cái ở những cái video clip hướng dẫn tháo máy iPhone 6 hoặc là hướng dẫn ráp máy iPhone 6 á để um, trước khi các bạn làm á ha để các bạn có được một cái nhìn tổng tổng thể hơn để tránh ngay những cái um, rủi ro cho cái um, bản thân mình rồi mở socket lên tiếp tục socket